quang cảnh của phi trường YYC, phi trường Calgary. Lại một mùa khách Việt Nam qua. Thật ra là bữa giờ mình cũng có đi đón vài bạn du học sinh chuẩn bị cho kỳ nhập học mùa hè này nè. Ủa lộn, mùa thu sắp tới nè, qua sớm mấy tháng để chuẩn bị. Mà cũng không có gì để quay. Hôm nay tại đi đón bạn này là buổi tối cho nên mình quay khung cảnh của sân bay vào buổi tối. Cũng lâu quá rồi mới quay cho các bạn xem cảnh đi đón mấy bạn Việt Nam qua. Nói chung là đi đón khách. Mình có làm dịch vụ đón, đưa đón sân bay, rồi đi mua đồ, mua sắm đồ với lại gì ta, làm giấy tờ các bạn. Bạn nào ở Việt Nam mà chuẩn bị đi qua Calgary hoặc là những thành phố lân cận như Calgary có thể liên hệ mình ha. Mình sẽ hỗ trợ cho bạn, tất nhiên là sẽ tính phí. Đó. Mình các bạn nào cứ liên hệ rồi mình sẽ gửi cho bạn báo giá phí như thế nào. Chắc chắn là làm việc tận tâm, đảm bảo ha. Rồi hôm nay thì coi cái xe bữa mà bị kéo đi á các bạn. Thì kỳ này là tại vì mình ý y các bạn. Quá ý y luôn. Mỗi khi là mình làm rất là kỹ, coi xe, đi check xe, đem gara này nọ luôn. Kỳ này á, cái tự nhiên thấy cái xe nó đẹp quá, nó mới quá, cái hành ra là cũng mỹ y, nó chắc cũng không sao. Rồi, không đi check gara, mà coi cứ hễ là mình kiểu ý y là một lần, sơ ý một lần thôi là dính liền các bạn. Kỳ này dính cái xe này, nó hư cái bình điện, không nói cái bình điện thì cũ, nó hư mình thay mà hồng 200 đồng thì cũng không sao. Kỳ này báo giá ra các bạn là cái xe bị hư cái timing chain. Timing chain là một cái sợi dây xích nó nối ở giữa động cơ với lại transmission á. Đó, thì cái timing chain á mình hỏi rất là nhiều thợ luôn, kể cả thợ Tây với lại thợ Việt Nam luôn á. Nói là cái chuyện mà hư cái timing chain, timing belt á, những cái xe mà timing belt là cái dạng mà giống như dây curo ở trong mấy cái xe tay ga Việt Nam á. Thì cái đó là cái dạng dây cao su thì nó có thể nó hư, nó mòn, nó hư, nó giãn gì đó. Còn timing chain là cái dạng sợi dây xích. Nó giống như cái dây sơn xe đạp vậy các bạn, nhưng mà nó là một cái loại rất là bền, rất là chắc. Cho nên cái chuyện mà hư cái timing chain nó rất là hiếm. Mà nó không chỉ hư cái timing chain mà nó còn bị tá lả bên trong nữa. Người ta check cái code lỗi ra đó, là check tới 6-7 cái code lỗi luôn. Đó, kỳ này không đi check xe ở gara, cái là dính liền cái xe hết các bạn. Coi như là bỏ tiền ra để học một bài học để đời. Thì đi học cái gì cũng phải tốn tiền mà các bạn. Thì bài học đây coi như một bài học trải đời thôi. Tốn tiền. Thì bên hãng báo giá ra cho mình là khoảng 3.900, coi như 4.000 mất tiêu rồi. Mà coi như 4.000 rồi. Rồi chưa kể cái bình ắc quy, mà sửa cái bình ắc quy, thay cái bình ắc quy nữa cũng phải 300 nữa. Rồi cái tiền mà investigate, tiền diagnose đó, nhân là cái gọi là cái tiền chẩn đoán mà cái lỗi á, là cũng phải hết 400 nữa. Rồi coi như dội ra đâu đó cũng khoảng 4.500 cho đến 5.000 tiền sửa kỳ này. Đó, nghe cái báo giá xong hết hồn luôn. Mình mới đem hỏi một số người bạn ở đây để hỏi những cái gara mà có người Việt làm, hoặc là những cái gara ngoài các bạn, có thể người ta sẽ sửa rẻ hơn. Mình đem qua một cái gara người Tây á, cũng khá là lớn, khá là nổi tiếng luôn. Mà họ nhìn cái báo giá của dealer, họ hết hồn luôn. Họ giật mình, họ nói rất là bất ngờ với cái báo giá này. Lúc đầu mình nghĩ là chắc là dealer báo giá mắc quá cho nên họ bất ngờ. Nhưng mà thật ra là họ nói là cái báo giá này rất là rẻ luôn so với dealer luôn. Tại vì họ báo ra cho mình á là 3.700, mà dealer báo 3.900 thì chênh lệch 200, coi như tiền công, tiền thợ, tiền này nọ thôi chứ đâu có gì đâu. Mà họ nói là đúng là tại vì những cái gara ngoài các bạn, họ muốn sửa mà họ sửa có tâm, họ có sửa đàng hoàng á, là họ sẽ đem cái mà họ sẽ đi mua phụ tùng của chính hãng, họ đem về họ sửa thì nó rẻ hơn. Là cái gì rẻ hơn? Cái tiền labor thôi, cái tiền mà nhân công thôi, chứ nó tiền phụ tùng thì nó cũng vậy thôi, cũng là của hãng đem ra mà.
trừ khi các bạn mua đồ đồ lô, đồ aftermarket đó, mà rồi mình hay vô thì ba cái đồ đó, thì ba cái đồ Trung Quốc thì mình không nói rồi, nó rẻ không nói rồi. Còn đem đồ hãng thì coi bây giờ mình sửa trong hãng cũng vậy, tiền labor trong hãng thì có thể nó mắc hơn cho 100-200 thì gì đó đó, thì cũng ok, cũng không vấn đề gì đó. Thì đó, bởi vì nó đi đây là một cái bằng chứng thứ hai. Hôm bữa mình có cái clip trước á, mình có nói các bạn á là đi sửa trong hãng chưa chắc là rẻ hơn, chưa chắc là mắc hơn ở ngoài đâu. Đối với việc bên này, đối với bên này á nha, đối với Việt Nam thì tất nhiên là khác hẳn rồi, tại đồ Trung Quốc, đồ ba cái đồ lô này nọ nó rất là nhiều, nó rẻ. Còn bên này người ta xài đồ chính hãng không à, người ta sửa đàng hoàng, là người ta đem đồ chính hãng người ta sửa không à, đó rẻ hơn được đâu bao nhiêu đâu. Nó đi vô thôi, cứ muốn sửa cái gì cứ đi vô thẳng ra dealer mình sửa là chắc ăn nhất. Dealer của hãng thì chắc chắn là người ta sẽ biết bệnh của xe, người ta biết cái gì cần sửa và cái gì cần thay, và người ta thay cái đồ là đồ tốt nhất, đồ của hãng luôn đó. Rồi khi mà người ta làm ra thì chắc chắn là thợ của hãng thì người ta cũng sẽ biết là cần sửa cái gì, sửa cái A, rồi cũng sẽ có những cái B, cái C gì cần check. Còn những cái gara ngoài thì dựa vào kinh nghiệm, ông thợ nào ông có kinh nghiệm thì ông sẽ check cho mình. Còn ông thợ nào không có kinh nghiệm nó sửa đúng cái A thôi, còn cái B, cái C nó không sửa thì cũng như không, đúng không? Đó thì thôi mình đem vô dealer hãng đi là chắc ăn nhất. Đó thì hôm bữa đi đứng đó đó các bạn, thì cũng có một cái chị kia người Tây, cũng nhìn cũng bậm trợn lắm, cũng ghê ghê sợ sợ, nhưng mà ra người ta nice, người ta dễ thương. Thấy mình bị hư xe mình đề không lên, cái hỏi mình là có cần bút không, bút bình lên không, cho mình xin mượn sợi dây. Just a sec, I gotta find out which one's positive here. Yeah, I got a bunch of crap on here, so. I haven't seen my battery in a long time. Obviously, that's one of the reasons. Rồi bây giờ mình chỉ chờ coi cái gara ở ngoài á, người ta báo giá, mình gọi mấy gara luôn. Thì bây giờ mình hỏi thử coi ai gara nào người ta trả lời, rồi người ta trả lời cái giá nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ điêu lên là 3.900, thì bây giờ gara mà nó người ta cho cái giá khoảng 3.000 đi, thì ok mình sẽ kéo xe qua đó mình làm đó. Còn nếu mà 3.700, 3.800 thì thôi mình làm điêu lơ luôn rồi cho rồi, đúng không? Đó thì bây giờ để coi ở ngoài người ta báo giá làm sao rồi mình tính tiếp. Năm nay xui quá chắc là trời luôn các bạn, ra tiền quá trời, tốn tiền bao thi thứ, tốn tiền cho tư vấn di trú, tốn tiền làm giấy tờ hồ sơ, tốn tiền nhập học cho thằng nhóc, mà tới cái đó thôi, cái thằng nhóc thì không nói đi, nó có tiền của nó rồi đó, tốn tiền ba cái xe nè, mà cũng là do mình thôi các bạn, ý y một lần thôi là dính liền luôn. Mấy lần trước mình làm rất là kỹ, mình làm trước đến giờ mình là tính là mình là dạng là người cầu toàn các bạn, mua cái xe là phải tốt cái này nọ đó, mà mua về xong ấy là mình check rất là kỹ, làm rất là kỹ luôn, đi inspect sân 2-3 chỗ luôn. Tự nhiên kỳ này mà cái xe này thấy đẹp quá, thấy còn mới quá cho nên thành ra ý y dạ dễ sợ. Mà năm nay đúng là ra tiền luôn các bạn, ra khủng khiếp, làm bao nhiêu rồi ăn hết bấy nhiêu, xài hết bấy nhiêu, chi trả hết bấy nhiêu luôn. Vậy bạn gọi chị giúp mình được không? Ok. So she already have a job. Oh, she has a job. Yeah, okay. It's mentioned on the. Okay. Yeah. She was sponsored by. This one. Yeah, for the company. I don't exactly know. This is a numbered company. Sorry. It's Alberta Limited, right? So I believe that is the address or something. So she started job or she will be starting? She will start next week. Next week. Yes. Bây giờ mình ở dealer của Volkswagen. Mấy cái xe của mình nằm đâu rồi? Để đi vô lấy xe coi. Giờ mình phải trả tới
gần 5.000 chiếc xe. Trời ơi, xe mình đâu là ta không thấy nó để luôn đó ta. Đó, dealer của Volkswagen ở South Center. À, đây là một chiếc camper van đẹp ha các bạn. Dễ thương. Đó, để đi cắm trại đâu này nọ, gia đình nhỏ một con. À, nó chỉ là show thôi chứ nó không có sale. Em bên trong nè các bạn, đẹp ha, dễ thương. Ok, xe thì đời cũ rồi, chẳng qua là nó để nó trưng bày để dụ khách đến coi thôi, với lại để decoration đó. Này có một cái lều để ở nữa nè. Ở dưới đây là giường ngủ, dưới đây là giường ngủ nè, còn ở trên là cái lều kìa. À không, nó mở rộng lên hả? À hay ha. Đẹp. Còn đây là mấy xe đời mới. Cũng có mấy cái hốc học như kìa. Đây là Volkswagen Beetle. À, chiếc này là một chiếc cạnh tranh với lại Mini Cooper nè, các bạn nữ rất là thích. Nhưng mà chiếc này thì mình cũng không đánh giá cao cho lắm. Bên này trong nội thất nè các bạn. Nói chung là xe đời mới thì nó đẹp rồi. À, kiểu dáng cũng bắt mắt, dễ thương. Đó. Quá trời xe luôn. Rồi. Rồi, sau khi sửa xong rồi các bạn, hết 4.900, 5.000 mất tiêu rồi. Quá trời luôn. À, dưới đây là mấy cái cửa linh tinh nè. Rồi tổng bill ra với dưới đây là 4.900 nè. Sửa quá trời sửa. Sửa mà khóc luôn. Rồi giờ mình qua mình tạt thử cái xe coi nó như thế nào. Start recording. Rồi hiện thời là mình đã check xe xong, nổ máy này nọ chạy, chạy thử, chạy về nhà xem, rồi mình chạy vòng vòng ở trên hai quầy xem coi là nó có vẫn còn vấn đề gì không. Tại nhiều khi ở hãng người ta không có test trên hai quầy á, mình thấy xăng không có tụt miếng nào, cây số cũng không tăng thêm được miếng nào á, chứ không biết là người ta test xe bằng cách nào. Cho nên bây giờ mà mình phải chạy về hai quầy mình chạy thử trên một đoạn đường dài và chạy với tốc độ cao á, thì mình còn mới coi được coi nó có bị hư bị lỗi gì không. Thì cái quá trình đi sửa xe mà bị hư dọc đường như vậy nó như vậy đó các bạn. Thì các bạn coi ở clip trước các bạn cũng đã thấy rồi. Nếu mà đi trên hai quầy mà bị vấn đề gì á thì các bạn cứ tấp xe vô chỗ nào đó an toàn là trên hết. Sau đó là các bạn gọi xe cứu hộ đến, thì mà các bạn có thể mua cái gói bảo hộ cứu hộ của AMA á, khoảng 180 năm cho được 5 lần kéo tại hai quầy và 32 lần kéo ở gara. Đó thì nó cũng rất là tiện nếu mà xe của các bạn, nếu mà các bạn đi hay đi mà những chặng đường dài á, từ Edmonton đi Calgary hoặc là đi xa hơn á, thì các bạn nên mua cái gói đó để đảm bảo an toàn. Đó. Rồi kéo về thì bạn sẽ yêu cầu người ta kéo về đâu thì người ta kéo đúng về chỗ đó, xong rồi người ta thả xe xuống cho bạn. Rồi cái chỗ đó, hãng người ta sẽ nhận được chiếc xe rồi thì người ta sẽ sửa chữa gì đó, thì lúc mà người ta sửa người ta sẽ báo giá cho các bạn qua điện thoại hoặc là email. Đó thì giờ giống như mình thì người ta báo giá qua email rồi mình coi cái bản thống kê là sửa những cái gì, giá thành là bao nhiêu thì mình đồng ý thì mình người ta bắt đầu tiến hành sửa. Sửa xong thì người ta báo mình đến lấy xe và chạy về. Đó vậy thôi, quy trình nó rất là đơn giản. Thì nếu mà các bạn nào mà có mai sau này có mua xe mà bị hư dọc đường hay gì nọ đó thì các bạn coi clip của mình các bạn cũng có biết được cách xử lý rồi ha. Mình đừng có rối, và đầu tiên là mình ở trên hai quầy là mình phải đảm bảo được cái an toàn của mình trước. Tại vì trên hai quầy mà mình dừng xe giữa đường á, nó rất là nguy hiểm. Người ta không thấy, người ta chạy tốc độ cao hoặc là người ta chuyển lane á, người ta không thấy các bạn dừng đột ngột á, người ta sẽ tông như các bạn. Nhiều khi mình đang ngồi trong xe hoặc là mình đi xuống xe đứng gần đó, mình sẽ bị tông trúng, có thể gây tai nạn chết người luôn. Các bạn để ý cái đó ha, an toàn của mình là trên hết, chiếc xe chỉ là phụ thôi nha.